Xin chào quý vị và các bạn. Suốt đêm qua và sáng sớm nay, dù mưa lớn đã giảm dần về cường độ, tuy nhiên tại khu vực từ Nghệ An trở vào cho tới Thừa Thiên Huế vẫn xuất hiện cục bộ những điểm có mưa to đến rất to, trên 90mm như tại Đắk Rông của Quảng Trị là 94,4mm, Nghi Hải của Nghệ An đạt 97,8mm và Yên Hòa Hà Tĩnh là 174,4mm. Dự báo tình hình mưa trên khu vực Trung Bộ dù đang giảm nhưng vẫn có những diễn biến rất phức tạp. Trong ngày và đêm nay 25 tháng 10, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa từ 15 cho tới 30mm, có nơi trên 60mm. Riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, lượng mưa từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Ngoài ra, trong chiều tối hôm nay, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Với những khu vực có cảnh báo mưa dông, quý vị cần lưu ý. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Trở lại với thời tiết các thành phố lớn, thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định. Ban ngày trời nắng nhẹ và khô với mức nhiệt khoảng 31 độ. Về tối và đêm, mưa có thể xuất hiện cùng nền nhiệt sẽ giảm còn 24-25 độ, trời mát. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay thời tiết chủ đạo là mưa nắng gián đoạn. Tuy nhiên, lượng mưa đã giảm hẳn so với những ngày trước. Do còn có mưa, trời nhiều mây, nền nhiệt ngày đêm nay trên thành phố chỉ từ 24 cho tới 30 độ. Mưa dông cũng là thời tiết cần lưu ý tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù trưa chiều trời vẫn có nắng, thậm chí là nắng mạnh khiến nền nhiệt ở mức cao 33-34 độ. Nhưng về chiều tối thì mưa dông xuất hiện nhiều nơi. Mưa sau một ngày nắng dễ đi kèm với dông sét và gió giật mạnh. Quý vị cần lưu ý đề phòng. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!